Ơi, hello, con nghe cô. Dạ con Toán nghe. ơi, Toán sẵn ở đây cho cô hỏi, tại vì cô vô sau. Dạ. Cho cô hỏi á, là cô Hoa nói là cô Hoa chưa có không có nhận được cái đơn này từ tòa án. Đúng rồi. Đúng chưa? Dạ đúng, chính xác. Vậy là cái bà chủ thầu Vũ đọc lên là lấy từ ở trên file hả, là tới đâu? Trên cái khoay number của Nắm Quỳnh để trên đó, ai bỏ tiền vô thì đọc được đó cô. À, Dạ. vậy là người ta đưa lên để người ta Nhữ, nhữ để thông câu báo tiền. trong à, Con biết như mà. vậy là chưa. Cái này chắc còn chờ chừng không không lâu đâu, không lâu đâu tiếng Toán ơi, Toán chắc 2 năm nữa, 2 năm nữa phiên tòa mở, đúng chưa? Cô, vậy đúng Đó. rồi. Đúng rồi, cô nói đúng á, khoảng 2 năm nữa thì chắc trên cái khay number đó tiền chắc cũng giữ, nó dằn tiền đó cô. Người ta mở ra đó, giờ tạm ta để 50.000 này vô vô ngân hàng, rồi 2 năm sau bắt đầu mới tung ra, rồi ra được bao nhiêu là tiền ha, Lời quá trời một lời cái đó lính á. Rõ ràng. Nhưng mà nghe nghe cái bài này giờ vậy Toán có lấy về coi chưa? Dạ từ từ cô Hoa sẽ chụp qua cho con coi hết. À, Dạ. cô Hoa nói thứ nhất là cô không phải tên Nguyễn Thị Tuyết Hoa phải không? Không biết là tên gì quên rồi. Dạ. Nhưng mà hôm đó thấy trên luồng live cổ có nói chuyện với lại Tiến Dũng á, cái người tên Hoa này là người chị ruột của cổ mà đã mất rồi. Trời ơi, Dạ. cái kiểu này đi, kiểu người chết mới chết mẹ nữa, trời ơi, trời, cái cô Quỳnh, cô đụng tới người chết nữa rồi. Đúng Cái cô rồi. Hoa là tên tên thật của người chị đã mất, còn cái cô này không phải tên Hoa Dạ. đó. Như vậy là cổ lại làm đơn kiện cái bà Hoa mà chết rồi. Vậy là muốn vậy là phải phải coi coi cái bà này bà chốt bà chơi bà chết bà chôn ở đâu, đặng bây giờ phải lấy lời khai bà mới có thể điều tra được, đúng không? Đúng 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 là cũng như là nếu nếu như vậy thì quật mồ vậy đúng Đó, vậy thì coi như không? cái cô này bắt đầu từ năm 2024 mở, mà một cái là cổ đi kiếm nhà xác, Đúng cổ đi kiếm xác người ta, cổ đi muốn phanh thây không mà không hiểu, rồi. Mà công nhận Nắm đúng chưa? Quỳnh là chuyên gia là moi móc những cái mà người ta người những người đã mất rồi lên không á cô à. Nắm Quỳnh có cái chiêu đó hay lắm. Rõ ràng nè, giờ mình nói đi, giả sử bà Hoa, bà Thu, bà Huệ, cái gì cái người ta cũng đã xin lỗi mình rồi, đúng chưa? Con người người ta sống là phải có biết đúng biết sai, nếu người ta còn ngoan cố á, thì mình mới dùng cái biện pháp nào để cho người ta phải tự thấy lỗi, người ta phải sửa sai. Đằng này bà đã biết rồi, bà đã lặn luôn rồi, bà đâu có dám lên nói tào lao tào dừa nữa, Dạ đúng đúng rồi, chưa? chính xác. Cổ đã Như lên, vậy cổ đã là dập đầu xin lỗi và khóc lóc trên cộng đồng, ai cũng biết hết rồi. À, đó. thì cổ đã xin lỗi rồi thì thôi chứ còn cái gì nữa mà đi thưa với kiện. Dạ. Rồi còn một cái nữa, cô thấy cái bài của Thảo Dũng nó đưa lên, nó để cho cái bà chị Google dịch, thì nghe Thảo Dũng nói người ta dịch nó chưa có thật đúng nghĩa, cho nên chính cô cũng không biết nào đúng sai, nhưng mà có cái nói là Tiến Dũng mà lấy cái gì đó, mấy bài ca của mấy bé rồi cái số tiền số USB gì đó, cái này là ủa sao không dính nó Thiền Am mà lại nói về vấn đề của Thiền Am, đúng chưa? Dạ, đúng. Là vậy là họ đang cố tình họ cho vấn đề của Thiền Am cho nên mới kêu gọi người ta, chứ còn để anh Tú là coi như nó không còn hữu hiệu rồi. Thằng Tú ra đứng ra đại diện để đi đòi tiền thằng Tiến Dũng vấn đề USB là không có cơ sở. Bây giờ bắt đầu đem Thiền Am ra đứng chịu trận vụ này, nhưng mà Đúng. Thiền Am người ta đâu có lên tiếng vụ này đâu, Chính thấy xác. chưa? Dạ. Cô này lại cố tình kéo Thiền Am vào cuộc, trong khi miệng thì nói chúng tôi không dựa vào Thiền Am để kêu gọi lập quỹ, thấy chưa? Đúng. Tại vì bởi bây giờ tại sao không lấy tên là Minh Tú ra để làm người đại diện Thiền Am? Tại bây giờ thằng Tú không có giá trị nữa, Đúng, chính xác. để tên thằng Tú sẽ không ai tin nữa, đúng chưa? Đúng, cô nói Mình đã đúng. vạch mặt cái thằng Tú ra rồi, thằng Tú không có đại diện cái gì trong đó hết. Dạ. Đó. Đó, chính Thành xác. ra mọi thứ cô ngày hôm nay cô nói rồi nè, hình tượng của nó là tự cô dựng lên, cô là người dựng cho nó,
là lúc là nó sẽ là người đại diện này đại diện nọ, nó sẽ mai mốt là đi đòi tiền tín dụng, là cô đặt ra để cô quăng bom, nói chính luôn, nó chưa biết kiểu này, cô là cô quăng bom, cô nói thằng Tú để sau này là người đại diện đi kiện thưa để đòi lại cho ông cụ. Nhưng mà cô sẵn đây trên luồng live 197 bạn, cô nói thẳng một điều này, thằng Tú không đứng danh một thứ gì để sau này làm điều gì cho ông cụ. Ông đã tự làm và luật sư đã tự làm trong toàn thứ toàn bộ mọi việc, thằng Tú không một ký lô ram gì trong thiền am, tất cả luôn, cô thông báo để cho toán trần lắm. Rồi cảm ơn cô đã có cái thông báo cho tất cả mọi người được biết luôn. Trời ơi, ghê quá. Nó đừng tưởng rằng nó sẽ là sau này là đứng tên của ông cụ để mà nó có thể đi đòi nợ quyền này đòi quyền kia, là không có đâu nha, toàn bộ đã ủy quyền toàn bộ hết cho luật sư rồi, nó không có một tí lô ram nào hết Đúng chính xác, rồi. cô cha cô nói bên đây một cái thông tin này quá là giật gân luôn nha. Quá hay luôn cô. Cô chỉ cho mọi người biết phải sáng con mắt ra, đừng tưởng dựa vào thằng Tú là đang nghĩ rằng nó đang là người đại diện thiền am là sai nha. Hiện giờ ông cụ Lê Tùng Vân đã ủy quyền toàn bộ, không có tên nào tên thằng Lê Thanh Minh Tú hết. Rồi, cô Lan nói cho biết vậy đó thôi nha. Rồi, con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô đã đưa một cái thông tin. Cô Lan đã đưa một cái thông tin rất là hữu hiệu cho tất cả cộng đồng của chúng ta được biết là Tú không có, vừa rồi cô Lan nói là Tú không có kilogram nào mà gọi là để thiền am tin tưởng cả.